Hoàng Vy xin kính chào quý vị vẫn theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở phần 2, Hoàng Vy đang thưa dở gian với quý vị câu chuyện về cái ý kiến của cựu phó tổng thống Mike Pence liên quan đến việc là Ủy ban điều tra ở Quốc hội đã chuyển hồ sơ và kết luận rằng cựu tổng thống Donald Trump đã phạm tội về hình sự về cái những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử rồi ngăn chặn tiến những cái tiến trình để chứng nhận kết quả bầu cử đối với nước Mỹ và chuyển sang cho Bộ Tư pháp. Vậy thì ông cựu phó tổng thống Mike Pence như Hoàng Vi có thưa trong phần 2 có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái câu chuyện này và ông cũng là một nạn nhân trong cái câu chuyện này nữa khi mà người ta cứ đòi treo cổ Mike Pence vì Mike Pence không có chịu là tham gia vô cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Vậy mà hôm thứ hai hôm thứ Hai xuất hiện trên Fox News. Cựu phó tổng thống Mike Pence nói như thế này nè thưa quý vị. Tôi hy vọng, tôi hy vọng là Bộ Tư pháp sẽ hiểu được cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của nó trong cái chuyện mà nếu mà Bộ Tư pháp mà quyết định mà truy tố cựu tổng thống Donald Trump á, thì Bộ Tư pháp phải hiểu rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái hệ lụy đến sau đó. Đó là lời của ông Pence. Và điều xa hơn tôi nghĩ rằng nếu mà Bộ Tư pháp làm điều này, nha nó sẽ càng khiến cho nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng. Và ngay khi ở cái thời điểm này, tức là cái mùa cuối năm này đây nè, khi mà người dân Mỹ hiện nay á, phải nghĩ về những cái vấn đề quan trọng hơn hoàn vi sinh dịch từng chữ của lời của ông Mike Pence nha người dân mỹ đang nghĩ về những cái vấn đề rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta nè cái đức tin của chúng ta nè cái gia đình của chúng ta nè và cả cái sự hy vọng của chúng ta nữa vào cái tương lai còn nếu như mà bộ tư pháp ở những cái thời điểm này mà quyết định mà truy tố cựu tổng thống á, nó 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 sẽ làm chia trí người dân mỹ trong khi người dân mỹ phải nghĩ về những cái điều trên mà thay vì vậy sẽ làm cho nước mỹ chia đôi đó là lời cửa cựu phó tổng thống mike pence nói nhưng mà chắc chắn sau khi cái lời tuyên bố của mike pence thì rất nhiều người người ta chỉ trích người ta nói rằng đúng nước mỹ đã chia đôi nước mỹ đã bị chia rẽ đã bị phân rẽ rất là nhiều rồi và chia rẽ kể từ quốc hội cái kia Quốc hội hiện nay dân chủ và cộng hòa vẫn cứ chia rẽ như vậy và thậm chí trong cộng hòa thôi nha thưa quý vị cũng chia rẽ năm bảy nhánh và ngay sau đây Hoàng Vi sẽ thưa quý vị về những cái gì xảy ra trong tuần này. Nước Mỹ đã chia rẽ rồi. Nhưng mà với cái với cái việc mà hiện nay cái chuyện là sáu hướng viên á, đã có gần 900 người đến nay đã gần 900 người đã bị truy tố và thậm chí đã ở tù vì cái chuyện là tấn công và uh, bạo loạn tòa nhà quốc hội. Nhưng mà điều mà người dân Mỹ muốn được biết là cái người đứng đằng sau, cái người mà đã kêu gọi là hãy fight like hell, chiến khô máu luôn đi, thì sẽ có thể có một cái trách nhiệm nào hay không? Nhưng mà đồng thời đúng là Bộ Tư pháp có concern, có rất là lo ngại về cái chuyện này thưa quý vị. Bởi vì cái người ủng cái sự ủng hộ của cựu đối với người dân, đối với cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn rất lớn và người ta nhiều người người ta bày tỏ cái lo ngại là nếu như bây giờ bộ tư pháp mà truy tố cựu tổng thống á, thì có thể nó sẽ gây ra một cái tình trạng là rất là xáo trộn thì cuối cùng vấn đề một lần nữa là ở Bộ Tư pháp là họ sẽ cân phân cả những cái thiệt, những cái hơn và những cái mà họ phải làm họ phải làm trong cái quyết định cuối cùng của mình nhưng mà cũng đồng thời trong cái ngày thứ ba đó thưa quý vị ông Mitch McConnell là lãnh đạo thiểu số tại thượng viện nói chung là lãnh đạo bên phía đảng cộng hòa ở thượng viện đó ông có nói một cái ý nhá nhem thế này là ông không có kêu rõ ra là tên của cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà ông nói một cái câu như thế này nè cả nước này entire nation cả nước Mỹ đều biết là ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái vụ 6 tháng Giêng. Ông chỉ bỏ lửng như vậy thôi. Nhưng mà người ta nhớ là ngay cái ngày 6 tháng Giêng đó, chính ông Mitch McConnell ở sàn thượng viện và ông ra ông nói một cái câu thế này nè. Và có lẽ là cũng chính từ cái ngày đó đó mà nó đã đánh dấu cho cái mối quan hệ của cựu tổng thống Donald Trump và Mitch McConnell coi như là rẹt rẹt rẹt, coi như là đứt gánh. Ông Mitch McConnell nói là không có bàn cãi, không có bất kỳ một cái câu hỏi nào cần phải hỏi nữa hết á là ông Trump phải chịu trách nhiệm cho cái sự kiện kinh khủng ngày hôm nay. Thì cũng từ đó thì quý vị thấy rồi cứ hòn đất ném đi, hòn chì từ Mitch McConnell có ném lại nhưng mà ném khe khẽ. Nhiều lần là ông Mitch McConnell cũng làm kiểu tình vờ, không có để ý đến những cái sự chỉ trích khi mà ông Trump gọi là con con quạ, con quạ già rồi con rùa rút đầu rồi ông Mitch McConnell phải chịu trách nhiệm cho cái sự thất bại của đảng cộng hòa không có làn sóng đỏ trong cuộc bầu cử giữa kỳ bla 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 thì nhiều lúc là ông Mitch McConnell đã giữ sự im lặng nhưng mà ngày hôm thứ ba thì ông nói như vậy cả cái nước mỹ này đều biết là who is responsible cho ai là người phải đứng đằng sau cho cái sự kiện ngày 6 tháng giêng rồi đó là những gì mà xảy ra liên quan đến cựu uh, tổng thống donald trump và một lần nữa, khi ông vừa tuyên bố cho cái chuyện mà tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 15 tháng 11, thì người ta thấy là hàng loạt những cái dồn dập nó vẫn xảy ra. Và thực ra là ông Trump đã, 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 đã dính liền với những cái scandal, những cái thị phi, những cái rắc rối kể từ trước. Nhưng mà với những cái sự kiện dồn dập xảy ra gần đây, thì người ta đang đặt câu hỏi là liệu đảng Cộng Hòa có đồng ý để mà đề cử cựu tổng thống đại diện cho đảng mà ra tranh cử năm 2024 hay không. Và câu chuyện tiếp theo mà Hoàng Vi muốn thưa quý vị đó là cái ý hồi nãy Hoàng Vi có nói nước Mỹ hiện nay đã bị chia rẽ và thậm chí ở quốc hội hiện nay coi như là cộng hòa và dân chủ vấn cử kè kè với nhau. Thậm chí đó là dân chủ thì cũng không tìm cách ngãn đường có chứ, ngãn đường cộng hòa có chứ. Ở hiện nay, hiện nay ở Hạ viện quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có cộng hòa đang tìm cách sẽ đưa ra những cuộc điều tra investigation rồi luận tội và truất phế từ Tổng thống Joe Biden cho đến những giới chức của chính phủ Biden. Phía Dân Chủ cũng có, ở Thượng viện cũng đang chuẩn bị có những cái cuộc điều tra, họ sẽ đưa ra những cái cuộc điều tra dành cho bên phía đảng Cộng Hòa. Coi như Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn thường đấu đá nhau. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Vi đang muốn thưa ở đây, ngày hôm nay xảy ra từ hôm thứ hai cho đến bây giờ, đó là nội trong cái nhánh Cộng Hòa không với nhau, bây giờ cũng chia năm sẽ bảy xào xáo. Đó là người ta thấy cái sự bắt đầu đầu tiên là giữa Cộng hòa MAGA với nhau nè thưa quý vị. Quý vị biết là ở Hạ viện hiện nay đang có một cái cuộc chiến rất là nhức đầu đó là ông Kevin McCarthy. Ông Kevin McCarthy đang rất là muốn làm chủ tịch Hạ viện, Hoàng Vi nhiều lần thưa rồi. Nhưng mà bây giờ ông vẫn đang đếm không có đủ 118 phiếu là bởi vì Cộng hòa chân chính á, người ta e ngại quá, người ta thấy càng ngày ông càng đi coi như là đứng về ngã về cái phía của những Cộng hòa MAGA cực đoan như bà Taylor Green. Cho nên người ta đang trùng trừ, và có đến 31 nhà lập pháp, bây giờ họ đã bắn tiếng, họ nói họ không có bỏ phiếu cho Kevin McCarthy đâu. Trong khi đó, Cộng hòa chiếm cái đa số khá là mong manh với Dân Chủ, hơn cái chính ghế à. Rồi câu chuyện đó là là bỏ qua một bên. Bây giờ nội trong Cộng hòa MAGA đây thưa quý vị, giữa bà Taylor Green với lại bà Lauren Bobert, rồi với Gates là những cái nhà lập pháp mà nổi lên là những cái người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump rất nhiệt tình và trước đây đó họ đứng cùng một phe họ nhìn cùng một hướng nhưng bây giờ đó bắt đầu quay ra và chìa chiếc lẫn nhau bây giờ là bà Green với lại Lauren Boebert bắt đầu là nói thật là người ta dùng cái từ dân giả là công kích là chửi nhau rất là khủng khiếp ở hạ viện bà Taylor Green chỉ trích Boebert là như thế này nè thưa quý vị nói Boebert là một cái kẻ ích kỷ và đã coi như là phản bội những cái đồng minh của mình, những cái người ủng hộ của mình. Taylor Green nói, mọi người nhớ không, lúc mà Lauren bật ra tranh cử thì Kevin McCarthy cũng ủng hộ Lauren Boebert nè, rồi cựu tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ Lauren Boebert nè, rồi thậm chí là còn và còn đóng góp tiền, donate tiền để cho Boebert ra tranh cử nữa. Và tôi cũng có giúp đỡ cho Lauren Boebert nữa, để rồi mà bà ấy thắng trong một cái thế rất là mong manh, kiếm hơn được đối thủ của mình bên phía đảng dân chủ 500 phiếu à, giờ giữ được chiếc ghế của mình ở hạ viện đó. Vậy mà bây giờ bà quay lại coi như là phản phé, đòi là không ủng hộ Kevin McCarthy. Và Lauren Boebert đâu phải có một mình. Và Matt Gaetz cũng là học trò của ông Trump và rất là ủng hộ ông Trump. Trong suốt cái thời gian vừa qua, người ta thấy là Taylor Green với Matt Gaetz đi khắp nơi, đi khắp nơi để mà quảng bá cho cái America First và kêu gọi là mọi người ở những cái tiểu bang chiến trường đó thưa quý vị phải ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump thì giờ Matt Gaetz lại đứng về Lauren Bobert và đòi là không có ủng hộ cho Kevin McCarthy. Coi như là sâu xé lẫn nhau mặc dù vào cuối tuần vừa rồi chính ông Trump đã đã có cái lời kêu gọi đó là thôi bây giờ mọi người hãy cùng nhau để ủng hộ cho Kevin McCarthy đi để làm chủ tịch Hạ viện đi. Tôi nghĩ là cái ông ấy là là xứng đáng làm như vậy đó là lời của ông Trump. Thế thì bây giờ Taylor Green mở Taylor Green nói là tại sao những cái những cái cộng hòa MAGA đó đã không chịu nghe lời ông Trump mà bỏ phiếu cho Kevin McCarthy? Cho nên giờ hai bên sâu xé lẫn nhau. Rồi Lauren Boebert cũng đâu có vừa. Thưa quý vị, Lauren Boebert cũng là một nữ dân biểu. Nhưng mà thật sự là cũng hầm hố lắm. Lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh mình là một cái khẩu súng. Khẩu súng thậm chí là khẩu súng AR-15 luôn. Và trong những cái lần mà phỏng vấn, người ta còn thấy ở đằng sau của cô này là một cái dàn súng khác nhau và cô này nhiều lần chỉ trích bên phía đảng dân chủ là kêu gọi là những cái người bên đảng dân chủ là đòi tước đi cái quyền uh, uh, sở hữu súng của người dân Mỹ cho nên là mọi người là phải chống đối đến cùng cái chuyện này. thì La Ronin Bobert có nói một cái ý là yes yes tôi biết chứ tôi biết là tôi đã từng được uh, Taylor Green ủng hộ nhưng mà bây giờ đến cái thời điểm này rồi thì tôi không có thể nào mà có thể đứng cùng phía với Taylor Green nữa, đặc biệt là ở những cái lần mà Taylor Green đã có những cái lời sách động và nó cực đoan và nó bài do thái quá đi. Đó là cái thuyết những 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 cái quan điểm mà họ đưa ra để mà họ chỉ trích lẫn nhau. Và cô này còn nhắc lại một cái dòng tweet, một cái dòng tweet mà Taylor Green đã từng bỏ lên trên mạng Twitter đó thưa quý vị, nhưng mà bây giờ xóa rồi. Trong đó đó là Taylor Green có nói đó là những cái những cái đám cháy rừng ở California này á không có phải là do cái thiên tai chi hết á mà do một cái gia đình giàu sụ, gia đình thế việt do thái đó họ đã gây ra những cái cơn cháy rừng như thế này thì sau đó Taylor Swift đã xóa rồi nhưng mà bây giờ Lauren Bobert đã lật rại và nói đó mọi người thấy chưa một cái nhà lập pháp mà bài do thái mà cực đoan như vậy thì làm sao mà tôi đứng cùng xuồng được nữa để mà hoàng vi đang nói cho quý vị biết đây là những cái dòng sự kiện để cho thấy là nội trong đảng cộng hòa cũng đang sâu xé lẫn nhau mà bây giờ không chỉ có cộng hòa maga đang quay ra sâu xé lẫn nhau tại hạ viện thưa quý vị mà cả cộng hòa ở hạ viện cũng đang chỉ trích cộng hòa ở thượng viện trong cái tuần vừa qua thì quý vị biết là thượng viện đã đưa ra cái dự luật là công bố cái cái gói ngân sách chung mà hồi đầu chương trình hoàng vi có thưa đó bao gồm cả ngân sách chi tiêu cho quốc phòng là chi tiêu cho những chương trình xã hội, thậm chí có cả những cái chăm cả những cái đạo luật để mà cấm TikTok rồi rất là nhiều những chương trình sau đó và trong đó có cả tín dụng về thuế nữa một cái gói ngân sách chung rất là lớn thì bên phía cộng hòa ở hạ viện á, mới chỉ trích cộng hòa ở thượng viện là ông Mitch McConnell đó nói là ông cổ cái ông mặc quả đó đó tại sao mà lại dẫn dắt thượng nghị sĩ bên phía cộng hòa đòi là negotiate thương lượng với bên dân chủ làm gì tại sao không đợi một chút thôi là ngày tháng 1 đến rồi lúc đó đó là cộng hòa chính thức sẽ kiểm soát hạ viện thì hãy thông qua cái này Tại sao không thông qua sớm như vậy? Đó là 13 nhà lập pháp ở bên phía đảng cộng hòa ở hạ viện đã gửi một lá thư cho cho phía uh, những cái vị thượng nghị sĩ cộng hòa đó thưa quý vị và chỉ trích như vậy và những người 13 nhà lập pháp ở hạ viện này nói dân biểu này nói đó là họ thề họ thề là cái dự luật bằng chi tiêu đó đó mà đưa xuống hạ viện là họ sẽ tìm mọi cách và họ họ chiến cho đến cùng để mà ngăn không có cho điều này xảy ra đó là cuộc chiến giữa cộng hòa ở hạ viện đối với thượng viện và còn một cái cuộc chiến khác nữa cũng là ở trong nội bộ đảng cộng hòa thưa quý vị đó là cái cuộc chiến uh, về uh, cho cái chiếc ghế chủ tịch đảng cộng hòa toàn quốc là bà Mac um, Mac Daniel. Hoàng Vy đã có thưa với quý vị rồi là thậm chí là cái ông Mai Linh là chủ tịch của chiếc gối êm ái đó thưa quý vị. Ông có mấy một cái lời wish là ông già Noel ơi năm nay con ngoan lắm, con đi hết những cái tiểu bang của nước Mỹ để bà con nói là con có một núi bằng chứng và gian lận nhưng mà cuối cùng không ai nghe con hết. Nhưng mà xin hãy chứng nhận cho cái sự cái lòng thành của con là con đã cố gắng lắm. Và bây giờ ông ông Mai Linh đó muốn làm chủ tịch của Đảng Cộng hòa toàn quốc. Hoàng Vi đã gửi thông tin này quý vị rồi. Nhưng mà đó, cái bà uh, uh, McDaniel đó thưa quý vị, bà này cũng đang gặp khó lắm, là bởi vì những cái cộng hòa MAGA cũng đang chỉ trích bà này, nói rằng uh, mọi người nhìn đi, nhìn đi bà này bảo làm chủ tịch đảng Cộng hòa toàn quốc có đem lại cái lợi gì cho đảng Cộng hòa, cho cử tri Cộng hòa hay không, mà vừa rồi người ta thấy uh, là đảng Cộng hòa đã thất bại trong cái bầu cử giữa kỳ như vậy, không có làn sóng đỏ xảy ra, thì cái bà Ronna McDaniel này phải chịu trách nhiệm về chuyện đó và bây giờ làm sao ngay cả có một cái cựu luật sư của không xin lỗi là luật sư của ông trump đó là cái ông hamid dillon này cũng chuẩn bị ra để mà tranh cử để mà đối phó với lại bà Ronna McDaniel, bởi vì ông này đang dẫn dắt cái ý kiến của những cái cộng hòa maga nói là cần phải xoáng ngôi bà Ronna McDaniel này đi, chiến lại bà này đi, lật đổ bà này đi, bởi vì bà này đã không có hiệu quả. Đó, đó là những gì đang xảy ra ở Đảng. Có người nói đó thưa quý vị là tại sao đưa ra những cái dòng thông tin và chỉ trích Đảng Cộng hòa không? Chúng tôi không có chỉ trích không phải là cái gì của đảng cộng hòa cũng không tốt và không phải cái gì của đảng dân chủ cũng là hay nhưng mà nhiệm vụ của những người làm truyền thông là đưa những cái thông tin về sự kiện thì đây là những cái sự kiện xảy ra trong cái tuần này để mà thấy là đảng cộng hòa hiện nay đang có những cái mâu thuẫn rất là lớn trong nội bộ của họ từ trong hạ viện từ hạ viện đối với thượng viện rồi cả trong cái đảng cộng hòa toàn quốc đó là câu chuyện như vậy rồi khi mà nhắc đến những cái xáo xào rồi những cái lời nói trước và mâu thuẫn những lời nói sau thì người ta lại nghĩ trong cái thời gian vừa qua cũng nổi lên một cái nhân vật nữa là elon musk có khán giả đã chia sẻ với chương trình là tại sao sự kiện trong ngày lại nhắc nhiều về elon musk vậy thì một lần nữa thưa quý vị elon musk gần như là chiếm sống và gần như là à, bởi vì ông này đâu phải là một người bình thường, đây là một tỷ phú có một cái đế chế kinh doanh rất là lớn và cái tài khoản Twitter của Elon Musk đó, có hàng chục triệu người theo dõi. Và nó dẫn đến cái thông tin quý vị biết là à, bên ở trời tây, bên Âu châu đó vào người ta nghị viện Âu châu người ta cũng đã mời Elon Musk ra để mà điều trần. Bởi vì ông này vừa có cái hành động là cấm đóng tài khoản của những cái nhà báo ở trong đó có New York Times rồi Washington Post và bây giờ bên Âu Châu người ta muốn ông này phải ra điều trần vì ông này cản trở cái tự do báo chí nhưng cái câu chuyện nó không có dừng lại ở đó thưa quý vị mà cái phát biểu mới nhất của Elon Musk mà Hoàng Vi muốn được cập nhật với quý vị sau khi ông tiến hành khảo sát sau khi tiến hành khảo sát là liệu là Elon Musk có nên tự chức CEO hay không bởi vì từ cái lúc mà ông bắt đầu là quản lý CEO uh, Twitter đó thưa quý vị 7 tuần vừa qua nó quá nhiều cái xáo xào và cái cái, cái sự tranh cãi thì có hơn 57% sau cái bản khảo sát đó nói là có ông xuống đi. Thì bây giờ ông có nói mới nhất ngày hôm nay thưa quý vị, ông nói rằng ok tôi sẽ xuống nhưng mà đến chỉ tôi chỉ có rời bỏ cái vị trí CEO khi nào mà tôi tìm được một cái người á, mà có thể lèo lái một cái kẻ mà ông dùng là đủ ngốc trong mặt kép để ông nói mát mẻ đủ ngốc để có thể lèo lái được đưa Twitter ra khỏi những cái xáo trộn hiện nay, những cái khó khăn hiện nay. Nhưng mà thật ra là người ta nhìn thấy những cái khó khăn hiện nay của Twitter đó do ông Elon Musk tạo ra là phần chính đó thưa quý vị. Và nhưng nói về cái chuyện mà đủ ngốc hay đủ thông minh đó, mà ông Elon Musk uh, tweet ra sáng hôm nay đó thưa quý vị. Người ta lại nhớ đến một cái câu mà vừa rồi ông đã dùng để ông mỉa mai cái dân biểu Adam Schiff đó, trong một cái tweet ở trên Twitter, một cái post ở trên Twitter mà ông Elon Musk đã xóa rồi. Ông cũng nói cái ông Adam Schiff là người có chân trong cái ủy ban điều tra quốc hội ngày 6 tháng Giêng đó. Ông Elon Musk chê ông Adam Schiff này á là cái não, cái ốc của ông á nó nhỏ quá đi, nó bé như trái nho, nói theo ngôn ngữ Việt Nam mình á, nó nhỏ quá đi cho ông, ông 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 đi chỗ khác chơi, đừng có ngồi đây mà nói chuyện với tôi. Và sau đó Elon Musk đã xóa này rồi. Những cái lời phát biểu như thế này á để làm cho người ta cảm thấy rất là ngao ngán về một cái CEO của một cái mạng truyền thông uh, xã hội rất là lớn của nước Mỹ và có cái sự ảnh hưởng rất là lớn của nước Mỹ. Và chúng ta phải chờ xem Chúng ta phải chờ xem cái lời tuyên bố của Elon Musk là sẽ không còn là chủ tịch là CEO của Twitter nữa, có thực sự diễn ra hay không. Và đó là những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.